chẳng tương liên trong kinh Phật vẫn thường khuyên nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con ơi. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật hiểm dồn nặng sâu xa xa. À, kính thưa cô chú các chị cùng đại gia đình thân mến, hôm nay Lượng Anh đi ghi hình tại chùa Ngộ Quyên, Quyên Ngộ ở tại thị thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa nha cả nhà. Cả nhà mình cùng đi tham quan và chiêm ngưỡng chùa Quyên Ngộ nha cả nhà. Ngày 25, ngày 26, ngày 27 tháng 4 kỷ hợi 30, 31 tháng 5, tổ đình Viên Ngộ Ninh Ích, Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Sơn Môn, tổ đình Viên Ngộ đã tổ chức lễ hí cố hồ thượng Thích Viên Nhân khai sơn chùa Viên Ngộ. Quan Lam dân hương đảnh lễ tưởng niệm cố chư tôn đức giáo phẩm, ban thời sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, chư tôn đức thường trực ban thời sự Phật giáo thị xã Ninh Hòa, chư tôn đức tăng ni, tổ đình tổ huyện tịch xá tịch thất niệm Phật đường cùng đạo hữu Phật tử các giới. Theo tiểu sử Hòa Thượng Phạm Văn Hí, Văn Đắc pháp danh Nhiên Đạt, hiệu Viên Nhơn, sinh năm Nhâm Tuất 1921, tại Khuôn Phò, Quảng Điền, Thừa Thiên, trong một gia đình vốn là truyền thống lâu đời. Tin tâm với Phật, năm 11 tuổi, năm 1932, ngài xuất gia với Hòa Thượng Tâm Chánh Quảng Tiên tại chùa Sắc Tứ Báo Ân, An Cựu Hớ. Năm 19 tuổi, năm 1940, ngài thọ giới Sa Di. Năm 27 tuổi, năm 1948, thọ giới Tỳ Khe Nói Pháp, đời thứ 44 dòng Thiên Lâm Tế thuộc môn Phong Tổ Đình Từ Hữu. Sau khi Hòa Thượng Bổn Sư Viên Tịch, ngài cỡ thừa trụ trì chùa Sắc Tứ Báo Ân, y chỉ thọ học với Hòa Thượng Thích Trí Thủ, giám đốc Phật học đường Bán Quốc Huế, được Hòa Thượng đặt pháp hiệu Quyên Nhơn. Từ năm 1957 đến năm 1972, ngài công tác phận sự tăng sai với tầm nguyện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, ngài độ chúng xuất gia tu học. Hiện tại có những vị đang đảm trách công việc giáo hội như Hòa Thượng Thích Ngộ Tánh, trưởng ban tự sự Phật giáo Khánh Hòa, Hòa Thượng Thích Ngộ Tịnh, trưởng ban thự sự Phật giáo thị xã Ninh Hòa, Thích Ngộ Minh, Thích Nữ Diệu Liên, Thích Nữ Diệu Tường. Ngài khai sơn tổ đình Viên Ngộ, chùa Phước Điền, thị xã Ninh An, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, nguyện Bồ Đề đỡ mãn hạnh hóa, đã quyên thành ngày an nhiên thị tịch lúc 18 giờ ngày 27 tháng 4 Nhâm Tý năm 1972 tại tu viện Quảng Hương, Già Lam, Sài Gòn, trụ thế 52 năm. Hai mươi bốn lập hạ để lại cho môn đồ Phật tử bao xương tiết bảo tháp xây dựng trong khuôn viên tổ đình Viên Ngộ Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Trước đó ngày 26 tháng 4 Kỷ Hợi tại chùa Đức Hòa 128 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa đã trang nghiêm diễn ra lễ hí nhập lần thứ 47 ngày Hòa Thượng Thích Nguyên Nhơn, Nguyên Tịch. Quan Lâm dân hương tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Ngộ Tánh, Ủy viên Ban Thự sự, Trưởng Ban Thự sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn đức thường trực Ban Trị sự Phật giáo thị xã. Tại buổi lễ, chư tôn đức cùng ôn lại cuộc đời và đạo, nghiệp của Hòa Thượng Thích Quy Nhơn với những cột mốc quan trọng như xuất gia thọ giới, giữ trọng trách là giáo hội từ năm 1957 cho đến ngày Nguyên Tịch năm 1972, sau đó là nghi thức hy kỵ theo truyền thống thiền môn. Lượng Anh xin mời cả nhà mình cùng đi tham quan chùa Viên Ngộ nha cả nhà. Cả nhà mình vừa tham quan vừa chiêm ngưỡng luôn. Lượng Anh cũng chào bà con mỗi miền đất nước cùng xem kênh video của Lượng Anh, kênh từ thiện. Chào cả nhà nha cả nhà. Cả nhà mình cùng tham quan nha cả nhà. Rồi Lượng Anh sẽ đi ghi hình những cái chùa khác tiếp, cả nhà mình cùng tham quan nha cả nhà nha. Thôi Lượng Anh xin kính chào cả nhà.